Cái đạo thì nói về cái dấu hiệu thiên tâm. Cái dấu hiệu thiên tâm này không phải của Kiệt nha, của cha. Đạo này là do đích thân Thượng Đế cha đặt ra, nó khác hơn bên Cao Đài thì những cái gì đó là khác. Còn cái này đích thân cha đó, Kiệt chỉ là người truyền tin, là con của cha. Kiệt chỉ có bổn phận là truyền tin quý vị. Mà cái đạo này không phải có mới đây, mà có từ, nó có trong cõi vô vi rất là lâu. Nhưng mà khi ra đời cho cõi hữu hình mình á, thì bắt đầu năm 1979 á, lúc đó Trung Cộng nó tấn công ở ngoài Bắc, thì những tù cải tạo của mấy bác sĩ quan mà HO trước 75 á, học tập ở ngoài ở tù á, thì ở trên á, mấy chư vị á, mới giáng cơ. Đó là có ông thần núi Ba Vì, tức là Sơn Tinh Thủy Tinh, những vị đó và những vị lớn nữa thì không có tiện nói tên. Thì mấy vị đó mới về cơ á, như kiểu Cao Đài á, mới chỉ cách. Tại vì hồi xưa á, trong tù á, người ta đâu có tin tức, cũng không có điện thoại, cũng không biết chuyện gì xảy ra ở ngoài đời. Thì cái này á, tin tức từ cõi vô vi tối á, thì những bác đó, đó mới chùm mền, rồi bắt đầu mới cơ mới chạy. Thì mấy cái clip cũ á, thì có kể rồi đó, thì cần nhắc lại. Cái này từ năm 79 nha, nó không phải là mới đây. Mà hiện bây giờ mấy vị nói á, là những người nào có hữu duyên, có đại phước á, mới biết được cái dấu hiệu này và đeo vô để tránh rất là nhiều nạn tai. Cái cuộc sàng lọc nó còn tiếp tục diễn ra đến khi nào Đức Thầy xuất hiện thì nó sẽ chấm dứt. Nó không phải là chấm dứt, nó bớt. Tại vì Phật xuất hiện đúng lúc, đúng để mà nói chuyện người ta mới nghe. Chứ còn chưa đúng lúc, Kiệt mà về Việt Nam thì cũng sẽ bị cộng. Sư phụ mà xuất hiện cái là cũng bị nó túm cổ như hồi xưa nữa sao? Cho nên lúc nào Kiệt cũng nói, khi nào mà lãnh đạo Việt Nam mà biết chịu thua với ông trời á, thì lúc đó là nước Việt á, mới được yên ổn. Thì kiểu nói về sơ về cái này, tại có nhiều người không có biết, vô cứ hiểu hiểu xuyên tạc kia. Người truyền tin từ năm 79 đã có cái dấu hiệu này rồi, nhưng đến năm 2017 ở trên á, cha với mẹ cho cái bài kính thiên số 2 á, là vì thấy thời nay á, tất cả chùa chiền tăng ni đi sai đường, cũng là con của mẹ, cho nên á, cha mới nói á, là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, tức là cha đó, mở ra thiên tâm đạo này để trừ ma. Thì cha mở ra cái này để cho cái cõi thế gian của mình bớt đi những cái trược. Tất cả mọi thứ đều là trong cái không gian của cái trái đất này, nó quá trời trược. Mà nếu mà mỗi người mà làm chuyện tốt á, thì cái tầng trường, cái suy nghĩ của mình á, nó sẽ phóng ra ngoài không gian. Nó cũng giống như cái ô nhiễm mà làm cho con Covid gì đó, thì lúc đó cái thế giới này mới trở lại thái bình được. Nếu mà ngày đó chưa có xảy ra cái bầu khí quyển này á, nó còn đen như là như chùm mền vậy đó, thì mình hỏng nạn tai này cũng nạn tai kia. Ở Mỹ thì bị lửa cháy nè nha, ở Trung Quốc 2-3 năm nay thì lũ lụt nha, rồi Covid thì ra khỏi nói, ai cũng biết rồi đó. Hôm nay là có gần tới nhiêu người ta, hình như 250 triệu người bị nhiễm rồi đó. Ấn Độ chết thả trôi sông quá trời nè nghe. Việt Nam mình là có đại phước, mấy vị nói là cho cái vết thẹo để dằn mặt, để cho lãnh đạo biết là có Phật Thánh Tiên đang ngự ở nước Việt, có Kiệt đang truyền tin mỗi ngày để cho nhắc nhở mọi người đến lúc nào phải làm gì. Mỗi lần Kiệt nói, hồi xưa sư phụ là ngài chặn trình đó, ngài nói nghĩa là 500 năm biển Đông vạn dặm giang ta giữ bờ cõi giữ gìn gì đó, đại khái câu đó. Thì bây giờ những gì Kiệt nói nó chỉ xảy ra khoảng tuần, tính theo tuần và tháng. Mà có một người mà biết tiếng Việt, nói tiếng Việt để nhắc nhở cho nước Việt, có nghĩa là sao? Phật Thánh Tiên ở nước Việt thì mới được cái ân huệ này, mới Kiệt mới ngồi đây Kiệt nói chuyện với quý vị. Còn những nước khác nó đâu có biết cái này đâu. Mình nói giả sử bây giờ đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đấu đá nhau tốn nghìn nghìn tỷ, mà họ mà tin Kiệt mà nói tiếng Mỹ mà họ tin á, có phải họ bớt tốn không? Hay 4 năm sau mới quay trở lại được, chứ còn bây giờ ông phải đi xuống, nếu không á là nước Mỹ chia làm đôi. Nếu mà họ tin Kiệt